lời Chúa theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Anh chị em thân mến, chặng đường Nazareth ở tận Galilee đến miền Judea nhà ông bà Zacharia cách Jerusalem ước chừng 6 cây số. Đường ở đất nước Israel Palestine chẳng phải bằng phẳng, đồi núi dốc đá, hiểm trở và khô khan. Dẫu vậy, nghe tin sứ thần loan tin cho biết người chị họ Elizabeth già nua mang thai, còn mình thì với thai nhi Giêsu đang lớn lên trong lòng. Nhưng Đức Maria chẳng hề ngại khó khăn, ngại khổ. Đức Maria thấy mình có bổn phận phải vội vã lên đường để đến bên với người chị họ, nâng đỡ cho chị trong thời kỳ sanh nở lúc tuổi già. Khi vừa bước vào nhà Zacharia, Đức Maria mở lời chào. Lời chào ấy làm cho bà Maria thật ngỡ ngàng nhưng cũng đầy hạnh phúc vì được đầy tràn Chúa Thánh Thần, khiến thai nhi Gioan trong bụng mình nhảy lên vì vui sướng. Bà Elizabeth kêu lên: "Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa của tôi đến với tôi thế này?" Tấm gương của Đức Maria, một con người ca tụng, là mẹ Thiên Chúa, lại hiện diện trong cung cách một con người tông đồ nhiệt thành, mang Chúa đến với người khác. Đức Maria có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lúc để phù trợ cho con người. Mẹ vẫn tiếp tục có mặt ở nơi này, nơi kia trên thế giới. Từ Flores, Pháp, đến Fatima, Bồ Đào Nha, Mễ Du, Nam Tư, hay tại La Vang, Trà Kiệu, Tà Bao của Việt Nam, để nâng đỡ những người khốn khó gian nan. Noi gương Đức Mẹ Maria đi thăm viếng, chúng ta cũng được mời gọi nhiệt thành đem Chúa đến cho muôn người. Cuộc sống xung quanh có biết bao người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết nhanh chạy như Đức Maria, để là cánh tay nối dài đem Chúa đến cho anh chị em qua đời sống quan tâm, giúp đỡ, hay có khi đơn giản chỉ là một sự hỏi thăm, một nụ cười trao ban bình an. Amen.